Chào em cô gái, anh là good boy. Không cần không cỏ chỉ hút thuốc thôi. Ba mẹ sinh ra có được cái tài nhỏ. Anh là trai ngoan từ nhà ra ngoài ngõ. Có bằng đại học chuyên ngành dược sĩ. Anh đi công lâu thấy cũng mượt nhỉ. Anh sống buông thả nhưng không buông tay. Đôi bữa đó nói dối là anh hôn ngay. Thay vì cởi mở em nên cởi đồ. Còn những chuyện khác em khỏi lo. Thay vì lên mặt em nên lên giường. Anh sẽ rửa chiếc gối ở phía trên tường. Thời tiết gần đây em có thấy lạnh không? Phòng trọ của em sao đóng lại mùa đông. Anh có biết một chỗ tối mùa rất là ấm. Anh là good boy nên anh không có lừa đâu. Anh là good boy nên em cứ yên tâm. Good boy đọc rap để em có yêu không. Good boy lúc nào cũng phải về nhà sớm. Trước 3 giờ sáng không thể nào dễ hơn. Good boy lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em. Sợ em thấy ngại bởi vì vậy cho nên tìm kiếm một nơi tập xa vào. Kiếm nơi không ai biết để đồ ta vào. Good boy là anh chứ còn ai nữa. Anh khắp em tìm người thứ hai được. Good boy chỉ muốn hôn lên cổ em. Rồi sau đó ta tính phần để thay cả đêm. Đánh phần từng chữ bắt đầu bằng chữ A. Nếu như em học giỏi sẽ chuyển qua chữ Á. Anh dạy cho em mà đừng khó nhớ tôi. Âm A âm Á và tìm âm ớ thôi. Đừng lo gì cả em ơi. Đừng lo. Anh là good boy em ơi. Anh thuê phòng tới 2 tiếng. Chỉ là muốn phụ đạo thêm thôi. 2 tiếng nhanh lắm em ơi. Không sao hết đâu em ơi. Nếu như thấy em còn chưa được thì mình học lâu hơn thêm thôi. Anh là good boy. Để đồ ta vào. Good boy là anh chứ còn ai nữa. Anh khắp em tìm người thứ hai được. Good boy chỉ muốn hôn lên cổ em. Rồi sau đó ta tính phần để thay cả đêm. Đánh phần từng chữ bắt đầu bằng chữ A. Nếu như em học giỏi sẽ chuyển qua chữ Á. Anh dạy cho em mà đừng khó nhớ tôi. Âm A âm Á và cùng âm ớ thôi. Đừng lo gì cả em ơi. Anh là good boy em ơi. Anh thuê phòng tới 2 tiếng. Chỉ là muốn phụ đạo thêm thôi. 2 tiếng nhanh lắm em ơi. Không sao hết đâu em ơi. Nếu như thấy em còn chưa được. Good boy.